Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 10 token cần HNS nha các bạn. Đầu tiên các bạn click trên phần link mô tả mình và đăng ký một cái tài khoản email ảnh nhân quỳnh. Các bạn bấm, các bạn bấm thúc sign up nha các bạn. Rồi các bạn vô link và mail chép mail các bạn. Mời tập cận này khoảng được khoảng 10 đô ạ. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để cập nhật những clip tiếp theo của mình nha tất cả các bạn. Hiện giờ tập cận chưa về các bạn, khi nào bán tập cận được mình sẽ làm mở event tặng cho tất cả các bạn. Rồi nè các bạn, anh em nó gửi về luôn nè. Các bạn vào hộp thư spam không có thì hộp thư chính không có thì vào hộp thư quảng cáo lục tất cả hộp thư nha các bạn. Rồi các bạn bấm cộng phim là xong phim. Giờ các bạn bỏ chút ít thời gian đi. Sau này các bạn không đăng ký sau này mà có trả về cái mình tức lắm nha các bạn. Rồi các bạn vào link nha bạn, vào link UNM nè, tin này nè các bạn, nhìn qua thiết là cái link này nè các bạn. Các bạn login vào. Rồi các bạn bấm vào nút tôi không phải là người máy. Máy nó chậm, mới làm hai cái video bởi vì máy chậm. Để tôi cố gắng làm hai cái video luôn. Các bạn chờ lót chút nữa mà. Tạm biệt. Nó kêu mình lướt cấp trai các bạn, cần tất cả các hình dạch qua đường. Rồi, hết rồi. Bỏ nút xác minh nha các bạn. Thành công rồi. Rồi các bạn bấm vào Get on the wallet nha các bạn. Phải anh em bấm vô My the fin. Rồi các bạn bấm vào chữ chat you bị dùng đầu nha các bạn. Rồi đăng xuất ra luôn. Ác thiệt luôn. Dùng thứ hai, các bạn bấm vào dùng thứ hai. Rồi login đây, login lại nha các bạn. À vô luôn các bạn. Các bạn bấm vào giọng mục thứ hai nha các bạn. Email à. Chỉ chờ. Các bạn bấm vào dùng đầu các bạn, mình lộn các bạn. Nãy cái máy mà sao nó văng ra hoài. Nãy bấm dùng đầu đúng rồi. Tại nó văng ra các bạn ơi. Kỳ nó văng đúng gì kỳ tử. Dùng đầu đúng. Mai này có vấn đề rồi. Rồi đi vô các bạn ơi. Rồi cái liên giáp của mình nha các bạn. Sau khi nửa tốc cận nó trả về đây. Chừng nào nó trả nó thông báo cho mình nha các bạn. Liên giáp của mình nè. Rồi tốc cận này là gì, video mình kết thúc nha các bạn.